gian nan bóng đá hạng nhất. Cho đến chiều muộn 27 tháng 8, câu lạc bộ Long An vẫn chưa chốt được kinh phí để đăng ký thi đấu giải hạng nhất quốc gia 2024-2025. Trước đó, do thiếu kinh phí duy trì hoạt động, công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An đã có đơn xin giao lại đội bóng này cho Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để Sở Văn hóa Thể thao quản lý. Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ tham gia giải hạng nhất phải bảo đảm các quy định của bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, câu lạc bộ tham gia các giải bóng đá vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia phải là doanh nghiệp. Đó cũng là nguyên nhân khi thuộc sở hữu quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Sở Văn hóa Thể thao, câu lạc bộ Long An chỉ được tham dự các giải bóng đá không chuyên nghiệp là hạng nhì hoặc hạng ba trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ngày 26 tháng 8, cuộc họp với nội dung tìm giải pháp cầu thủ từng bị thầy Bắc từ chối thỏa sáng tại giải châu Âu. Cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng đang tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ Leicester tại giải La Uy. Trong trận đấu mới nhất gặp câu lạc bộ Lotto Deren ở giải Potlau Larien ADV 1 hạng 3 của La Uy, Alexander Đặng đã ghi một bàn trong chiến thắng 2-1 của Leicester. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 9 của ngôi sao Việt kiều tại giải hạng 3 La Uy cho đến lúc này. Tính trên mọi đấu trường, Alexander Đặng đã có 11 bàn sau 20 trận cho câu lạc bộ Leicester. Trước đây, Alexander Đặng từng có thời gian nhận được nhiều sự chú ý của dư luận Việt Nam. Thậm chí huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã sang tận châu Âu để soi dò ngôi sao này với mục đích đưa anh lên tuyển Việt Nam. Thế nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc khi ấy khẳng định Alexander Đặng có chuyên môn không quá vượt trội. Do đó ông đã quyết định không đưa Alexander Đặng lên tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ việc anh ấy trở về lúc này không giúp ích cho đội tuyển lắm vì lý do thời điểm và vấn đề ngôn ngữ. Trong tháng 11 có 2 trận đấu, việc gọi anh ấy về có lẽ không giúp ích cho đội tuyển Việt Nam. Nếu cầu thủ Việt kiều được thực sự tài năng thì đội tuyển Việt Nam mới cần. Còn nếu họ chỉ ngang bằng cầu thủ trong nước thì phải suy nghĩ thấu đáo, huấn luyện viên Park Hang-seo nói hồi năm 2019.